Ủa, nội coi tivi mà ngủ mất tiêu mất đất rồi sao không tắt tivi đi? Mà sao nằm đây vậy? Nội, nội nội, dậy lên giường nằm nội ơi. Nội, nội, nội ơi, nội, nội. Sao vậy nè? Nội ơi, nội, dì Hà ơi, dì Hà, nội ơi, nội ơi. Nội, nội không có thở đâu, chết rồi. Nội ơi, dì ơi, dì ơi, nội ơi, nội dậy đi, nội ơi, nội ơi, nội ơi, nội ơi, nội bị gì? Nội không có thở nữa, nội không có thở. Lạnh ngắt vậy nè. Nội ơi, nội ơi, nội. Trời ơi. Thằng Tường, thằng Hoàng, thằng Tường. Ủa, nội, nội, cái gì vậy nội? Tự nhiên nội ngủ mà nội nói mớ luôn vậy, có chuyện gì vậy nội? Sao bên mấy nội lạnh ngắt vậy con? Hả? Là sao con đâu biết gì đâu, thì nãy con ra con thấy nội nằm ở đây rồi. Nội ngủ đây hả? Nội ngủ đây nãy giờ. Ủa, luôn đó. Sao nội ngủ đây? Con đâu biết, hay nội coi tivi rồi nội không quên. Nó mơ hả? Dạ. Chắc nội mơ gì đó, thấy nội quảng lắm. Mẹ. Dạ. Nghe nội dặn nghe con, sau này mà nội không còn ở đây nữa đó thì trong nhà phải yêu thương nhau nghe. Sau này gì à con mà có sanh em bé thì con phải thương nghe, tại vì nó là em của thằng Thượng đó, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi, nhưng mà nội ơi, cũng chưa có sinh ra mà nội dặn chi sớm quá vậy. Mà nội thôi, đừng có khóc nữa, nó có chuyện gì đâu. Con ơi, điềm sâu xảy ra với nội. Hả? Rồi mày gặp một giấc mơ như vậy. Trời ơi, tôi muốn thấy cháu cố tôi mà tôi sợ không có thời gian. Trời ơi, nội làm gì có chuyện đó, không có đâu. Nghe lời nội dặn nghe không? Dạ. Mai mốt nội không còn ở đây nữa thì phải thương yêu nhau nghe không? Dạ, 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 dạ. Ôi. Trời ơi, không biết bà nội nằm mơ thấy cái gì mà bà nội nói chuyện lung tung dữ vậy trời. Cái gì vậy? Con hỏi nha. Chị mẹ chồng. Cái gì? Chị mẹ chồng có cảm thấy là trong cái gia đình của mình dạo này có cái gì đó rất là bất thường không? Không, đâu thấy được. Bởi vậy chị mẹ chồng không bao giờ để ý mấy cái này hết trơn á. Chị mẹ chồng phải để ý những cái tiểu tiết giống như con nè. Dạo này gia đình mình rất là kỳ lạ, đặc biệt cái người kỳ lạ nhất là bà nội. Ví dụ như là ngày xưa á, là trong gia đình này là bé là cái người là dạ con là cái người là lo lắng những cái công việc ở trong gia đình, ví dụ như bếp núc nè, quét nhà, lau nhà, nấu cơm. Nhưng mà gần đây á là bà nội không có cho con làm cái chuyện đó nữa, mà bà nội đổi qua là bà nội muốn làm. Mà cái vấn đề là con nói để con làm thì bà nội lại không có chịu. Một hai là cái kiểu phải giật lấy cái chuyện để làm đó. Thấy lạ không? Con thấy nhưng mà không có thấy lạ. Hãy phân tích cho nghe nè. Tại vì á, nhiều khi là bà nội con á là thấy là hai má con mình là đang có em bé, hiểu không? Cho nên là sợ mình làm nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến thai nhi. Nên là bà nội con mới là dành làm hết để cho hai má con mình được thời gian nghỉ ngơi chăm sóc cho em bé ở trong bụng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là nội làm ở trong cái tâm trạng đó rất là kỳ lạ và nói những cái câu cũng rất là kỳ cục. Kỳ á? Ừ. Tôi... Ví dụ như mà có nói gì với chị mẹ chồng không? Có. Có nói gì với gì không? Có. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, giữ tâm trạng thật là tốt, để sau này mà mấy đứa nhỏ mà nó có ra đời đó, mình còn chăm sóc cho nó được chu toàn. Nội như vậy là nội thấy cũng an lòng rồi. Nói y chang vậy luôn á. Đúng không vậy? Đúng rồi. Ủa sao biết hay vậy?
thì cái kịch bản này là có một cái kịch bản mà nội diễn nhiều bối cảnh đó. Là nội cũng nói với con y chang vậy đó, cho nên là con cảm thấy là cái kỳ lắm. Mà cái tình trạng này của nội theo con đoán nha, là ở trong phim á, những cái phim mà con coi, những cái phim bộ Hồng Kông đó, là thường khi mà người ta rơi vào cái tình trạng này là đang có một cái bệnh nan y trong người. Và cái bệnh nan y trong người này đang rơi vào cái giai đoạn cuối rồi, là không có chữa được nữa rồi đó, cảm thấy là bất lực rồi đó. Và thường những cái bệnh này á, là có thể là bệnh ung thư đó. Đau ghê luôn. Nội ra hai thì... đứa à, dạ. Má đang nói gì vậy? Dạ đâu nói gì đâu, nội đang ăn ổi. Nội ăn ổi không nội? Nè. Dạ. Hà. Dạ. Đọc cái này cho má nghe. Dạ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc bản di chúc. Đọc đi con. Tôi tên Hoàng Thị Tâm, lập bản di chúc này khi còn minh mẫn, sáng suốt. Tôi di nguyện khi tôi chết đi thì căn nhà này sẽ được quyền sở hữu của con dâu tôi là Ngọc Hà. Trời ơi má, sao tự nhiên má biết má với gì chút gì vậy má? Con phân tâm đọc tiếp đi con. Con dâu tôi là Ngọc Hà được toàn quyền quản lý căn nhà và có trách nhiệm chăm lo cho vợ chồng cháu nội tôi là Trần Thương và Thị Bé. Cùng các con của cháu tôi đến khi vững mạnh về kinh tế, đủ sức ra ở riêng, toàn bộ tiền tiết kiệm bảo hiểm của tôi là tôi di nguyện để lại cho cháu dâu của tôi là Trần Thị Bé. Còn việc chôn cất ma trai tôi di nguyện chôn cạnh chồng tôi. Trời ơi, cái gì mà khóc bù loa vậy con? Hai đứa, trời ơi, má còn sống mà, má có chết đâu mà khóc lúng sùm vậy? Má ơi, cái gì? Má có bệnh sao má không nói cho tụi con nghe? Trời ơi, con biết là nhà mình kinh tế nó không còn nhiều, nhưng mà con còn tiền, ba mẹ con còn tiền có thể chữa bệnh cho má được mà má. Ơi má, mấy đứa làm cái gì mà sùm vậy? Má khỏe mạnh, má có bệnh hoạn gì đâu. Má lo xa, má giết gì chút sẵn vậy thôi. Ông má giấu tụi con, má giấu tụi con, má bệnh nặng lắm rồi. Má ơi, ngày mai con đưa má đi bác sĩ nha má. Thôi thôi, tự nhiên khỏe mạnh đi khám bác sĩ gì cho tốn kém vậy con? Không được, má phải đi khám bác sĩ, con quen nhiều bác sĩ lắm, bác sĩ giỏi không à. Má mộng đi khám, con với con bé không đi khám thai luôn. Trời ơi, gì vậy? Cái gì vậy, cái gì? Vậy cái chuyện khám bệnh với khám thai nó đâu có liên quan gì à. Nội ơi, nếu mà nội không khám bệnh á là con cũng không khám thai, mà con không khám thai là con của con không có được uống thuốc dưỡng thai là nó sẽ bị suy dinh dưỡng. Dạ. Trời ơi, tự chi cho mấy đứa này thiệt tình luôn à. Không, ngày mai má phải khám bệnh. Nội ra đây ngồi đi. Trời ơi, bây giờ nội đứng ngồi không yên nè. Không biết bữa nay là cái ngày mà bác sĩ nói có kết quả này, nội lo quá. Nội ngồi xuống đi, nội đừng có lo gì hết trơn á. Cho dù mà có chuyện gì á, nội yên tâm là con lúc nào cũng ở bên cạnh nội, con sẽ luôn luôn ở bên phe của nội nha. Nội. Má ơi. Cái gì vậy? Hà, cái gì vậy hả? Má ơi, bác sĩ gọi, bây giờ con phải làm sao đây? Con sợ quá, con hồi hộp quá. Nội. Bác cho má nghe, mở loa đi nội, mở loa cả nhà cùng nghe. Mở đi. Rồi. Hồi má alo đi. Alo. Alo, Ngọc Hà con dâu bác Hoàng Thị Tâm phải không ạ? Hôm nay có kết quả xét nghiệm và khám tổng quát của bác Tâm, nên tôi gọi điện thoại để trả kết quả cho gia đình ạ. Bác sĩ ơi, tôi có gì bác sĩ cứ nói đi, tôi đã chuẩn bị tâm thần rồi. Cái gì vậy má? Không, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Dạ có gì đâu mà phải chuẩn bị tinh thần ạ. Kết quả siêu âm xét nghiệm máu và khám tổng quát của bác rất tốt, không hề có bất cứ bệnh gì và ngay cả cơ gân xương khớp cũng rất là khỏe mạnh, huyết áp tim mạch thì ổn định, đường máu thì tốt. Chúc mừng bác, tuổi của bác mà giữ được cơ thể khỏe mạnh như vậy, đầu óc minh mẫn như vậy thì quả là tốt cho gia đình ạ. Bác nên siêng vận động thể dục và ăn uống nghỉ ngơi, duy trì sinh hoạt hiện nay để khỏe mạnh nha bác. Cố giữ tinh thần như hiện nay để cơ thể vẫn khỏe mạnh hoài nha bác. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Xong rồi. Như vậy là tôi không có chết phải không? Với sức khỏe này thì không có gì đáng lo ngại ạ. Nếu không có gì thay đổi thì chắc là bác phải sống được 100 tuổi ạ. Oh!
Cảnh sát bác sĩ. Trời ơi. Mừng quá mấy đứa ơi. Mừng quá như vậy là má không có chết rồi. Dạ đúng rồi. Nội, bác sĩ nói là nội có thể sống được 100 tuổi. Như vậy là lúc đó là con của anh Thượng là có chồng hoặc là có vợ rồi, có cháu chắc chút chích gì của nội luôn. Trời ơi, bà nội sống dài vậy hả? Đảo quá hả? Ê nói nghe nè, cái bữa hổm má viết cái tờ di chốt có đứa nào giữ? Con Hà giữ hay là con bé giữ? Đưa đây là cho má. Dạ gì giữ? Đâu Hà đưa gì? Đưa lại cho má. Đứa má chi vậy? Đưa lại cho má. À. Con lúc nào con giữ trong người, con đang tính đi ép lắc tích lại sợ ướt. À trời ơi. Rồi, đây là cho má. Ủa, nội lấy lại chi vậy nội? Má lấy lại vậy chẳng khác nào là con không được quyền sở hữu căn nhà này nữa hả má? Ủa, nhưng mà nói vậy là con cũng không có được hưởng tiền bảo hiểm với tiền tiết kiệm. Trời ơi, để khi nào mà bà nội gần chết á, bà nội sẽ viết lại tờ di chúc khác. Còn bây giờ bà nội sống tới 100 tuổi, bà nội khỏe mạnh, bà nội xét cái tờ di chúc này đi, biết sao không? Trời ơi, quên nữa. Trời ơi, bác sĩ nói là bà nội khỏe lắm, sống tới 100 tuổi lận. Bữa hổm bà nội tưởng bà nội sắp chết, cho nên bà nội mới tặng cho bà Tám cái vòng cẩm thạch để làm kỷ niệm. Nhưng mà bây giờ là nhiều khi bà Tám mà chết trước nội nữa à. Trời ơi, bà mà chết trước nội là con tiền thế nào nó cũng bán cái vòng cẩm thạch ra uổng lắm. Bây giờ phải chạy qua bên bển liền đòi lại mới được. Này hai đứa ở nhà nghe, chuẩn bị cơm nước đầy đủ nghe chưa, để nội qua bển đòi. Nhưng thôi bà là chết luôn á. Chuyện mẹ trong nàng dâu có ai yêu nhau.